Ơi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Phải nói ba tôi đánh y gan là dỗ thẳng vào ngực quý vị. Đánh như búa bổ quý vị. Thì đây là đôi loa toa SR600. Đây là những cái dòng thế hệ sau này quý vị thiết kế với cái công suất cao, khả năng chịu lực cao. Đấy, quý vị thấy nghe nó đánh bass như thế thì quý vị hiểu được nó như thế nào rồi. Thì cái thùng nhựa cũng khá nặng quý vị. Cái này em quay thấy trong chúng ta. Đây, thấy mà phải gọi đèn quý vị. Cái củ chép bên trong cực kỳ khủng nha. Thì em rồi vào trong. Cái củ chép bên trong rất khủng quý vị. Cụ chép bên trong là nó to hơn cả những cái chép mà bát 40 của Yamaha hôm trước em bán quý vị. Này nó khoảng hơn tất quý vị, rất to luôn. Và cái chép này nó rất chất nha. Nó cái kết cấu nó tương tự như cái chép hôm trước vậy quý vị. Thì cái này chắc để em tháo ra cho quý vị xem luôn nó mới rõ. Chứ bây giờ rồi sẵn xem phân tầng này nọ các kiểu luôn ha. Bass 30 thì cái dòng đây chúng ta sơ về cái xung quanh trước nè. Toa Made in Japan 360W 8 ohm quý vị. Model là F600SR. Model này là cái model dòng cao quý vị. Thì nó sản xuất sau này với cái độ chịu lực cao và sản xuất tại Nhật luôn nha vậy, chứ không phải là Indo. Đấy. Rất đẹp quý vị. Thì so với những cái dòng toa mà bass 40 thì khẳng định với vị luôn, con này là chất hơn những cái dòng mà toa bass 40 luôn, chất hơn nhiều luôn quý vị. Đấy. Thì em này nói chung là ăn cả những em mà ram xa mà 5A 500, 200 những dòng T gì đó quý vị. Những dòng bass 30 của thằng Ramsa đó thì cũng không có cửa so với em này luôn ha. Con ốc này cứng mới về. Loa này là chưa tháo lần nào luôn quý vị ha. Là nói chung là cái này là như em là tháo đầu luôn á. Nó có đây. Màng này quý vị, màng đỏ huyết ha, màng huyết. Đỏ huyết rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Rồi bây giờ em sẽ tháo luôn cái nội thất này cho quý vị quan sát luôn ha, cho nó dễ. Rồi, để điện thoại tạm trên đây ha.